ra một môn học phần mới, đó là môn giải tích 1. Thì giải tích 1 là nằm ở trong một môn lớn, đó là môn giải tích. Ở trường cô thì môn giải tích sẽ được chia thành hai học phần, đấy là giải tích 1 và giải tích 2. Thì giải tích 1 sẽ là nghiên cứu những vấn đề của hàm số một biến, và giải tích 2 thì sẽ nghiên cứu về hàm số hai biến. Thế thì môn giải tích sẽ là môn nghiên cứu về hàm số như là các cái phép toán của nó, như là phép tính giới hạn, phép tính đạo hàm, vi phân, tích phân, và nó có rất là nhiều ứng dụng ở trong thực tế, và nó cũng là một trong những cái môn tiên quyết bắt buộc cho tất cả các bạn nào mà học toán cao cấp. Thế thì là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về môn học phần giải tích 1 nhé. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chương số 1, đấy là chương hàm số một biến. Thì phải nói là cái khái niệm hàm số thì chúng ta cũng bắt đầu học ngay từ những năm lớp 7, đúng không? Và xuyên suốt từ lớp 7 cho đến lớp 12 thì năm nào chúng ta cũng được đề cập đến hàm số, và nhất là lớp 12 thì bạn học quá nhiều về hàm số rồi đó. Thế đây là ở trong cái phần giải tích 1 này thì những cái phần nào mà chúng ta đã được học ở phổ thông rồi thì cô sẽ chỉ nói qua, hoặc là cô có thể là cô sẽ không nói lại nữa, mà cô sẽ chỉ tập trung vào những cái vấn đề mà chúng ta chưa được học ở chương trình phổ thông thôi đó. Thế thì bây giờ là các bạn sẽ nhắc lại cho cô là cùng nhau nhắc lại khái niệm hàm số là gì. Thì ở một số sách giáo trình thì người ta sẽ định nghĩa là hàm số là một cái ánh dạng. Tuy nhiên thì chúng ta hiểu ánh dạng nó chính là một cái quy tắc thôi. Ánh dạng nó là sẽ là một cái quy tắc cho tương ứng với mỗi x thuộc d, trong đó d là một cái tập số đấy, tương ứng với mỗi x thuộc d với một và chỉ một. Các bạn lưu ý là với một và chỉ một nhé, đây là quy tắc của cái quy tắc này. Với một và chỉ một giá trị y thuộc r thì đó được gọi là hàm số. Thì tức là gì ạ? Tức là nếu như mà chúng ta có một cái quy tắc f mà đi từ tập d và tập r và cho tương ứng là với mỗi x thuộc d thì chúng ta chỉ có duy nhất một và chỉ một giá trị y thuộc r thôi, thì đấy được gọi là hàm số. Thế thì nếu như mà các bạn mà học về môn đại số tuyến tính thì các bạn thể thấy là tại sao mà cái này gọi là hàm số là bởi vì nó đi từ tập số và tập số thôi, người ta gọi là hàm số. Còn nếu như mà cái tập số này nó không phải là tập số nữa mà nó lại là tập những cái không gian khác thì người ta sẽ gọi nó là ánh dạng, bởi vì ánh dạng là một cái khái niệm nó tổng quát hơn là hàm số đó. Thế thì hàm số thì chúng ta có thể ký hiệu đơn giản đấy là y bằng fx, chưa? Thế thì khi mà người ta nghiên cứu một cái hàm số thì rõ ràng là đầu tiên là người ta phải nghiên cứu về thế nào là tập xác định. Thì các bạn cũng nhắc lại là gì ạ? Tập xác định là tập các giá trị x đấy, làm cho hàm số có nghĩa, đúng không ạ? Thì hàm số nào mà có nghĩa, ví dụ như là chúng ta phải quan tâm đến những cái hàm có phân thức này, hàm phân thức, hàm căn thức, hàm loga, đúng không? Là những cái hàm mà nó sẽ hay có cái tập xác định, điều kiện xác định đó. Thế thì tập xác định là tập các giá trị x mà làm cho hàm số có nghĩa, và tập xác định thì người ta sẽ hay ký hiệu nó là d. Khái niệm thứ hai đó là tập giá trị. Thì tập giá trị là gì? Tập giá trị là tập tất cả các cái giá trị y thu được khi mà chúng ta cho x chạy trên toàn bộ cái tập xác định này. Như vậy là tập xác định thì là tập các giá trị x, còn tập giá trị thì lại là tập các giá trị y, đúng không ạ? Và nó một cách đơn giản thì tập giá trị nó chính là chạy từ giá trị nhỏ nhất cho đến giá trị lớn nhất thôi đó. Thế còn đồ thị, đồ thị thì chúng ta sẽ ghép tất cả những cái điểm có tọa độ là x, y, trong đó là x thì là thuộc tập xác định, còn y thì lại là thuộc tập giá trị. Các bạn cứ ghép hết vào thì chúng ta sẽ thu được cái đồ thị của hàm số một biến. Và thông thường thì đồ thị hàm số một biến nó sẽ là những cái đường, ví dụ như là đường thẳng, đường tròn, đường elip, đường hyperbol, đường parabol, vân vân, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cái ví dụ đầu tiên của ngày hôm nay, đó là mình sẽ đi tìm tập xác định và tập giá trị của một số các cái hàm số sau đây. Thế thì là tập giá trị, tập xác định thì các bạn sẽ dễ dàng tìm rồi, đúng không? Nhưng mà tập giá trị thì chúng ta hiểu nó chính là tìm min và tìm max thôi, nhé. Thế thì bây giờ chúng ta vào ví dụ đầu tiên này. Bây giờ mình sẽ tìm tập xác định. Các bạn thấy rằng là tập xác định thì đây là một hàm phân thức, và hàm phân thức sẽ có nghĩa khi mà cái mẫu số của nó là khác không. Thế nên ở đây chúng ta sẽ có là x bình cộng với cả là 2x cộng với cả 3 là khác không. Đấy. Thế thì chúng ta lấy máy tính ra này, chúng ta bấm và chúng ta giải cái phương trình bậc 2 này. Thì khi mà mình bấm thì nó sẽ ra là vô nghĩa. Đấy, vô nghĩa có nghĩa là cái tam thức bậc 2 này là luôn luôn là khác không. Đó, thế nên là chúng ta sẽ kêu vô là luôn đúng ở đây. Và các bạn kết luận là tập xác định sẽ là R. Đó, B bằng R. Bây giờ đến là tìm tập giá trị. Tập giá trị tức là chúng ta đang đi tìm min max đấy. Mà muốn đi tìm min max thì chúng ta sẽ phải sử dụng linh hoạt rất là nhiều các cái biện pháp. Như ví dụ như là chúng ta sử dụng phương pháp đánh giá này, hay là sử dụng bất đẳng thức này, hay là
là giống như lớp 12 thì chúng ta tính đạo hàm, xong rồi là lập bảng biến thiên. Tóm lại là tính miền Bắc thì nó có rất là nhiều cách khác nhau đó. Thế thì ví dụ như là bài này thì cô sẽ sử dụng dùng phương pháp giống như lớp 12, đó là mình sẽ tính y phẩy nào và lập bảng biến thiên. Thế thì bây giờ các bạn tính y phẩy này. Đấy, thì bạn nhắc lại là y phẩy đạo hàm của u trên v đúng không, thì nó sẽ là u phẩy v trừ đi u v phẩy, tức là chúng ta sẽ phải đạo hàm tử trước. Thì đạo hàm tử của nó ra là 2x này nhân với cả là mẫu giữ nguyên này đó, sau đó chúng ta sẽ trừ đi tử giữ nguyên và mẫu đạo hàm, mẫu đạo hàm nó ra là 2x cộng 2 đó, chia cho mẫu bình. Thì ở đây chúng ta nhận là 2x nhân x mũ 2 tức là 2x bình, sorry 2x mũ 3, 2x mũ 3 mà bên này cũng có 2x mũ 3 thì nó sẽ triệt tiêu 2x mũ 3 đi nhá. Thế bây giờ mình sẽ xét đến đạo x bình này, đây là 2x nhân 2x là nó sẽ là 4x bình, 4x bình và bên này nó ra là x bình nhân với 2 tức là nó ra là 2x bình, thì 4x bình trừ 2x bình thì nó chỉ còn 2x bình thôi. Bây giờ mình tính tiếp đến phân x thì 2x nhân 13 là 6x này. Đấy, ở chỗ này là trừ trừ tức là cộng 1 nhân 2x là 8 là 2x, tức là 6x cộng 2x nó sẽ là 8x. Đấy. Còn chỗ này thì là trừ trừ 1 tức là dư 1 nhân 2 là cộng 2. Đấy, chia cho mẫu bình. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cho cái y phẩy này là bằng 0 nhá, để chúng ta bấm máy. Đấy, y phẩy bằng 0 thì các bạn chỉ cần cho tử bằng 0 thôi. Bây giờ chúng ta lấy máy tính ra, chúng ta bấm 153 282 đó thì nó ra là trừ 2 cộng trừ căn 3 đấy, như vậy là nó ra 21 nhé, và x bằng là trừ 2 cộng trừ căn 3 đúng không ạ, trừ 2 cộng trừ căn 3. Thế thì bây giờ mình sẽ vẽ bảng biến thiên ra. Đây, bảng biến thiên đấy, đây là x, đây là y phẩy và đây là y đó, thì đây là trừ vô cùng này, đây là trừ 2 trừ căn 3 này, đây là trừ 2 cộng căn 3 này, đây là dư vô cùng này. Đấy, thế thì là y phẩy là bằng 0 tại 21 này đúng không nhỉ. Thế thì là bên tay phải nhá, bên tay phải là nó sẽ cùng dấu với hệ số cao nhất này, tức là bên tay phải nó sẽ là mang dấu dương này, sau đó các bạn đang dấu này. Đấy, thì cái này là đi lên đi xuống đúng không, đi lên đó. Thế thì là nếu như mà dần đến vô cùng ấy, tức là chúng ta sẽ giải cái giới hạn là đây là giới hạn là vô cùng trên vô cùng, bởi vì là khi mà x dần đến vô cùng thì đây là vô cùng trên vô cùng đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy là mình sẽ lấy hệ số cao nhất của tử chia cho hệ số cao nhất của mẫu thì nó sẽ ra là 1 trên 1, tức là nó là 1 đấy các em. Như vậy là cái chỗ này nó là 1 này. Đấy. Và chỗ này nó cũng là 1 luôn này. Đó. Bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta là mình sẽ thay hai cái mốc này vào trong cái hàm số ban đầu để mình tính ra xem nó là bằng gì. Chúng ta sẽ sử dụng cái phím can đấy đó, mình sẽ bấm là alpha x bình trừ đi một này chia cho alpha x bình cộng với cả là hai alpha x cộng với ba đúng không, sau đó mình sẽ can là trừ hai trừ đi căn ba đó, thì nó sẽ ra là một cộng căn ba trên hai đây, một cộng căn ba trên hai đấy, một cộng căn ba trên hai, và mình bấm xấp xỉ nó ra là 1.36 nghe nhá. Cái này nó rơi vào khoảng 1.36 nhá. Đấy, sau đó mình lại can tiếp, mình sẽ can tiếp là trừ 2 cộng với cả căn 3 thì nó ra là trừ, nó ra là 1 trừ căn 3 trên 2. Đấy, và nếu mà bấm xấp xỉ nó ra là trừ 0.36. Đấy. Thế thì ở đây là chúng ta thấy là quan sát vào bảng biến thiên này đúng không? Thì mình sẽ thấy nhỏ nhất nha, nhỏ nhất là cái này đây là trừ 0.36 và lớn nhất là cái này là 1.36. Như vậy là tổng giá trị của nó sẽ chạy từ 1 trừ căn 3 trên 2 cho đến 1 cộng căn 3 trên 2. Đấy nhá. Và chúng ta kết luận là tổng giá trị nó chính là bằng cái đoạn từ 1 trừ căn 3 trên 2 cho đến 1 cộng căn 3 trên 2. Đó. Được chưa? Đấy là cái ví dụ câu A nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ thứ hai.
số B nhé. Đây, câu B. Câu B là y bằng là log BP của 1 trừ đi 2 sin x, đúng không ạ? Thế thì bây giờ là chúng ta sẽ có là tập xác định trước này. Tập xác định thì đây là hàm loga, đúng không ạ? Hàm loga thì bao giờ là bên trong loga là cũng phải là lớn hơn hẳn không? Như vậy chúng ta sẽ có là 1 trừ đi 2 sin x ở lớn hơn hẳn không? Đó. Thế bây giờ là chúng ta sẽ giải cái bất phương trình này ra. Thì 1 trừ đi 2 sin x lớn hơn không tức là tương đương. Tương đương là chúng ta sẽ có là sin x sẽ là nhỏ hơn 1/2. Đó, nhiều bạn thì là mới chỉ biết giải phương trình lượng giác thôi chứ cũng chưa biết giải là bất phương trình lượng giác như nào, đúng không? Thế thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau giải bất phương trình này như sau này. Đấy, các bạn sẽ vẽ cho cô cái đường tròn lượng giác ra. Đấy, đây là đường tròn lượng giác nhé. Thế thì đường tròn lượng giác thì các bạn nhớ cho cô là trục dọc và trục sin nhé. Trục dọc và trục sin này. Đấy, và trục ngang thì là trục cốt này. Thế và bây giờ là cái trục sin này này. Đấy, là nó sẽ chạy từ trừ 1 cho đến 1 nhá. Đấy. Và bây giờ người ta quan tâm là cái sin của em là chỉ được nhỏ hơn 1/2 thôi. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ vẽ 1/2 ra. Đây là 1/2 này. Sau đó các bạn vẽ cái đường thẳng nằm ngang ra. Đấy. Thế thì cái vùng nào mà làm cho cái sin x nhỏ hơn 1/2 thì các bạn nhìn thấy là rõ ràng là cái vùng này đây. Toàn bộ cái phần phía dưới này nó sẽ làm cho cái sin x của em nhỏ hơn 1/2. Như vậy là đây. Đấy, toàn bộ cái vùng này đúng không ạ? Đó, toàn bộ cái vùng này. Thế nên là cái x của em ấy là nó sẽ chạy từ cái điểm này. Đấy, nó chạy từ điểm này cho đến điểm này. Các bạn lưu ý là phải chạy theo chiều dương nhá, đúng không? Tức là chiều dương là chiều ngược kim đồng hồ đấy. Đấy, chứ không phải các bạn phải chạy theo chiều này là học, đúng không nhỉ? Các bạn chạy theo chiều này thì nó sẽ chạy từ điểm này cho đến điểm này. Nhưng mà vấn đề đặt ra là điểm này là gì? Đấy, thì muốn biết điểm này là gì thì chúng ta sẽ bấm cho cô là shift sin của 1/2. Các bạn bấm shift sin của 1/2 là nó ra ngay. Thì khi mà chúng ta bấm shift sin 1/2 thì nó sẽ ra là góc 30 độ, tức là pi trên 6. Tức là cái này nó là pi trên 6 này. Cái này nó là pi trên 6 của K2pi nhá. Đấy, thế thì cái này nó là cái góc nào? Chúng ta nhớ là khi mà chúng ta giải phương trình lượng giác ấy thì một cái là pi trên 6 thì một cái sẽ là bù của pi trên 6, pi trừ đi pi trên 6 cũng đúng, đúng không? Thì như vậy là cái này nó sẽ là 5 pi trên 6. Đấy, 5 pi trên 6 cộng với cả K2pi. Đó. Thế nhưng mà vấn đề là nếu như mà chúng ta mà lại cho chạy từ đây cho đến đây thì không thể nào mà mình lại nói là chạy từ 5 pi trên 6 đến pi trên 6 được, không thể nào mà chạy từ góc lớn lại đến góc bé được. Thì buộc là chúng ta phải làm tăng cái góc này lên. Đấy, thì tăng góc lên là bằng cách là chúng ta cộng thêm 2pi vào đây, tức là cộng thêm một cái bằng vào đây để cho nó to lên. Đấy, thì pi trên 6 cộng với 2pi thì nó sẽ ra là 13pi trên 6. Đấy, cộng với cả là K2pi. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó chạy từ 5pi trên 6 cộng K2pi cho đến cái góc 13pi trên 6 cộng K2pi là xong. Theo lên mình nhá. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có là tương đương này. Sau khi vẽ hình xong, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có là 5pi trên 6. Chúng ta sẽ có tập xác định D nhá. Biết luôn là tập xác định D nhá. Nó là khoảng, đúng không? Nó sẽ là khoảng từ 5pi trên 6 cộng với K2pi cho đến 13pi trên 6 cộng với cả là K2pi. Đó, trong đó là K là cùng Z. Ok chưa? Đấy, thì đấy là tập xác định. Thế còn bây giờ là chúng ta muốn tìm tập giá trị nhá. Muốn tìm tập giá trị ở cái bài này ấy, thì mình cũng không cần phải là đi tính y phẩy làm gì, bởi vì là cái bài này thì đánh giá nó rất là dễ thôi. Bởi vì chúng ta thấy là nó xuất hiện sin x, mà sin x thì bao giờ cũng chạy từ âm 1 cho đến 1, đúng không? Thì chúng ta cứ đánh giá dần lên thôi thì nó cũng sẽ ra được cái min và max. Thế thì ở đây là chúng ta có, đúng không? Có là sin x là bao giờ cũng chạy từ âm 1 cho đến 1, đúng chưa? Sau đó mình đánh giá dần lên, mình đánh giá đến trừ 2 sin x. Trừ 2 sin x thì nhân với trừ 2 là bất phương trình nó đảo chiều lại, thì nó lại chạy từ 2 cho đến trừ 2. Đó. Sau đó chúng ta đánh giá tiếp đến 1. 1 trừ đi 2 sin x, tức là thêm 1 vào. Thêm 1 vào thì nó sẽ chạy từ 3 cho đến trừ 1. Đó. Thế nhưng mà vấn đề đặt ra là gì ạ? Là cái 1 trừ 2
mai xin ích này của em là luôn luôn là lớn hơn không em nhé, nên là không thể nào mà lớn hơn trừ một cái này được, đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ làm kết hợp với cả biểu hiện xác định, thì cái 1 trừ 2 sin x này của em ấy là nó chỉ là chạy từ 0 cho đến 3 thôi, đúng ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ cho len vào, bạn cho len vào, thì len của 1 trừ 2 sin x, đúng chưa? Nó sẽ phải là chạy từ len 3, cái này nó sẽ chạy từ len 3. Còn cái này thì nó sẽ là len 0, và len 0 thì nó sẽ ra là âm vô cùng đó mình nhá. Đấy, len 0 là nó sẽ ra là âm vô cùng. Đó. Thế thì như vậy là cái tập giá trị của chúng ta sẽ chạy từ âm vô cùng cho đến cái len 3 này. Được chưa nào? Thế vậy chúng ta sẽ có tập giá trị nhá. Tập giá trị của thằng này nó sẽ ra chạy từ âm vô cùng cho đến len 3 cái âm vô cùng. Được chưa? Đó, thì cô nói thôi là tập giá trị thì nó có rất là nhiều phương pháp làm, nên tùy từng câu nhá. Tùy từng câu thì mình có thể là dùng bất cảm thức, hay là dùng mà đánh giá, hay là dùng mà là lập bảng biến thiên, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ trở tiếp sang các việc của bài nữa này. Đây, một bài nữa là câu C. Câu C là cái hàm là y bằng axin. Axin của 2x chia cho 1 cộng x bình. Đó. Thế thì là cái hàm axin thì thật ra là mình đã được làm quen ở cái chương trình lớp 11 rồi, nhưng mà tuy nhiên thì cũng chỉ được là nói qua thôi, đúng không? Chứ mình cũng chưa nói kỹ về cái hàm axin này. Thì đối với hàm axin thì nó là cái hàm ngược của hàm sin. Đó. Thế thì là hàm axin thì nó sẽ chạy như sau các em nhé. Hàm axin này và nó sẽ chạy từ trừ 1 cho đến 1, và trong cái tập là từ trừ pi trên 2 cho đến là pi trên 2. Đấy là cái phạm vi chạy của hàm axin. Đấy. Thế còn ở đây là tranh thủ thì cô nói luôn cái hàm áp cốt nhé. Hàm áp cốt này thì nó sẽ chạy từ trừ 1 cho đến 1 cho đến 0 cho đến pi. Đấy, thì đấy chính là cái phạm vi chạy của hàm axin và hàm áp cốt. Thì như vậy các bạn thấy rằng là chứng tỏ là hàm axin và áp cốt ấy, thì tổng xác định của nó sẽ là trừ 1 đến 1. Đó. Thế thì như vậy là để cho hàm axin này có nghĩa là thì cái biểu thức bên trong cái axin này là phải chạy từ trừ 1 cho đến 1. Đó nhá. Thì bây giờ là chúng ta sẽ trình bày ra. Thì mình sẽ có là tổng xác định này. Tổng xác định là cái phần bên trong axin ấy, đấy, là phải chạy từ trừ 1 cho đến 1. Đó, bởi vì sao? Bởi vì là hàm axin thì nó là hàm ngược của hàm sin. Mà em biết là hàm sin thì nó là chạy từ trừ 1 đến 1. Đấy là cái tập giá trị của nó, đúng không? Thì tập giá trị của hàm sin nó cũng chính là tập xác định của hàm axin. Đấy, nó ngược lại. Đó, thế thì ở đây là chúng ta sẽ giải cái này ra. Giải cái này ra thì thông thường thì người ta sẽ hay đưa về chỉ tuyệt đối em ạ. Đây, người ta sẽ hay đưa như này. Trị tuyệt đối là bởi vì sau này người ta sẽ muốn nhân cái mẫu này lên, bởi vì là trị tuyệt đối của cái mẫu này nó sẽ bằng hướng dương, thế nên là các bạn có thể là nhân lên. Và cái mẫu này các em có thể thấy là nó luôn luôn khác không rồi nhá, một cộng x bình là luôn luôn khác không rồi, nên là không cần điều kiện thêm là mẫu khác không nữa. Đấy, thì sau khi mà nhân lên đến đây xong nhá, thì các em thấy là cái điều này là luôn đúng, bởi vì chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức Cauchy. Đấy, các em thấy là rõ ràng là a cộng b thì không áp dụng Cauchy, thì a cộng b là lớn hơn hoặc bằng 2kb, tức là một cộng x bình thì bao giờ là cũng sẽ lớn hơn hoặc bằng 2x như này. Đấy, như vậy cái này là luôn đúng thưa các em. Đấy, thì chúng ta nói là theo bất đẳng thức Cauchy, cái này là luôn đúng các em. Theo bất đẳng thức Cauchy thì chúng ta có là một cộng x bình thì bao giờ là cũng lớn hơn là lớn hơn là 2 căn. Cái mô cộng x bình này nhá, là có bạn sẽ thắc mắc là Cauchy là chỉ áp dụng cho số dương thôi, đúng không? Thì các em có thể là viết như này cho cô này. Đây nó sẽ là lớn hơn bằng 2 căn của x bình như này. Đấy. Thì 2 căn x bình thì nó sẽ là 2 trị tuyệt đối của x thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thì như vậy là chứng tỏ là cái điều này là luôn đúng theo bất đẳng thức Cauchy. Đấy, luôn đúng. Chưa? Đây là luôn đúng thì chứng tỏ là tập xác định D của chúng ta sẽ là toàn bộ R luôn đúng. Thế còn nếu mà tập giá trị nhá, tập giá trị thì là gì? Đây, tập giá trị thì không nói rồi, là cứ là hàm axin thôi, không quan tâm nó là axin của cái gì, mà cứ là hàm axin thì bao giờ là
tổng giá trị của nó cũng chỉ chạy trong phạm vi là từ âm pi trên 2 đến pi trên 2 thôi các em. Đấy, nhưng mà tổng giá trị sẽ là âm pi trên 2 so đến pi trên 5. Đấy là ví dụ thứ 3. Bây giờ cô sẽ làm thêm cho các bạn một ví dụ nữa nhé. Ví dụ thứ 4. Đây, ví dụ thứ 4 là hàm áp cốt, đúng không? Đây, đây nhỏ là y là hàm áp cốt của 2x chia cho 1 của x. Đó, như này. Thì hàm áp cốt chúng ta cũng lại làm rồi tương tự như là hàm axin. Thì hàm axin và áp cốt thì cái tập xác định của nó cũng đều chạy từ âm 1 cho đến 1. Thế nên là đây là mình cũng có tập xác định. Tập xác định của chúng ta sẽ là 2x chia cho 1 cộng x. Đấy, nó sẽ chạy từ âm 1 cho đến 1. Và chúng ta cũng nên đưa về trị tuyệt đối nhé, để mình dễ dàng hơn đấy. Nó sẽ là trị tuyệt đối của 2x chia cho 1 cộng x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Và chúng ta cũng sẽ nhân mẫu lên. Đấy, các bạn nhân mẫu lên như này. Làm giống hệt không? Làm giống hệt như ở bên này. Đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ khác ở chỗ nào? Tuy nhiên là đến đây chúng ta cần phải có thêm một điều kiện nữa em. Điều kiện nữa là gì? Là cái mẫu số này của em là phải khác không? Đó, thì hai cái bất phương trình này của em mới tương đương được, bởi vì bất phương trình này có mẫu nhưng bất phương trình này lại không có mẫu, đúng không? Thế nên là để đảm bảo cho nó tương đương thì chúng ta phải có mẫu là khác không. Đấy, nó khác với bài này em ơi, nó khác với bài này. Bài này là cái mẫu số của em nó là khác không sẵn rồi thì chúng ta không có cần điều kiện nữa. Đấy, nhưng mà bài này thì bắt buộc chúng ta phải cần. Thế thì ở đây là nếu hai bên là trị tuyệt đối rồi, đúng không, thì chúng ta sẽ tiến hành bình phương nó lên. Đấy, để có thể phá được trị tuyệt đối ra thì cái chỗ này bình phương lên nó sẽ là 4x bình. Cái này bình phương lên thì nó sẽ là x bình cộng 2x cộng 1 theo hàm đẳng thức. À, chỗ này là x khác hơn 1. Đấy, thì ở đây các bạn giải ra thì chúng ta sẽ được là 3x bình trừ đi 2x trừ đi 1 là hơn 0. Đấy, và x khác hơn 1. Đấy, và cái này các bạn giải tiếp ra 3x bình trừ đi 2x trừ 1 nhỏ hơn 0. Chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm nhé, xem là nghiệm của nó là bao nhiêu. 3 trừ 2 trừ 1 nghiệm là 1 đấy, đúng không? Nghiệm là 1 với cả là trừ 1 phần 3. Như vậy là nó sẽ chạy từ trừ 1 phần 3 cho đến 1. X ở đây nó sẽ chạy từ trừ 1 phần 3 cho đến 1. Đấy, nhưng mà nếu mà chạy từ trừ 1 phần 3 đến 1 thì đương nhiên là nó sẽ khác với trừ 1 này. Thế nên là mình cũng không cần điều kiện khác này nữa nhé. Đấy, như là quyết định vì tập xác định D của chúng ta chính là bằng trừ 1 phần 3 cho đến 1. Đó, thế rồi là tập và giá trị thì đây, tập giá trị cô đã nói lúc nãy rồi. Tập giá trị của hàm áp cốt là chính là trong đoạn từ 0 đến pi. Vậy như là chúng ta có tập giá trị ở đây chính là trên cái đoạn từ 0 cho đến pi.